Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Chào các bạn, chưa bao giờ VinFast giới thiệu một mẫu xe nào mà lại được chờ đợi và kỳ vọng nhiều như chiếc VF3. Vậy thì VF3 có gì đặc biệt và liệu nó có thành công hay không? Chúng ta hãy thử đánh giá trong video này các bạn nhé. Như các bạn thấy, không có bất kỳ một chiếc xe nào phù hợp cho tất cả người dân Việt Nam. Nếu như bạn vừa muốn có một chiếc xe giá vừa phải, chạy tiết kiệm, sửa chữa dễ dàng, khi đói quá có thể chạy dịch vụ kiếm thêm, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến mấy em Vios. Còn muốn vẫn dịch vụ nhưng rộng rãi hơn thì bây giờ có lẽ là Xpander hoặc Fortuner khoảng hơn 5 tuổi đời. Nếu bạn có nhiều tiền và thích cảm giác lái mạnh mẽ, chắc chắn, đạp phát dính lưng thì mua BMW. Hay nhiều tiền nhưng lười lái, thích ngồi sau thì mua Mercedes hay S. Còn thừa tiền nữa, muốn mọi thứ tốt nhất trên đời thì Maybach hay Rolls Royce. Muốn xe rẻ như Vios nhưng đi chắc chắn như BMW thì mua VinFast Lux A hay SA. Nhưng tất nhiên là nó ăn xăng cũng chẳng kém gì đám xe sang kia đâu. Thế thì các bạn thấy, có quá nhiều đối tượng khách hàng để các nhà sản xuất ô tô hướng đến phục vụ. Nhưng mình thấy rằng cái nhóm khách hàng lớn nhất ở Việt Nam đó là những người không nhiều tiền lắm nhưng muốn mua một chiếc xe rẻ nhưng phải mới, không cần đủ tính năng, không cần rộng rãi thoải mái, chỉ cần che nắng che mưa, đi tiết kiệm, có mức độ an toàn vừa phải. Như vậy sẽ phù hợp cho mọi người vừa đi làm hàng ngày quãng đường ngắn cỡ 30 km quay lại, hoặc cho các bà vợ đi chợ đưa đón con đi học. Một nhóm người nữa là những người sống ở các khu phố chật chội, có thừa tiền đi ô tô nhưng không mua vì không có chỗ đỗ hoặc đường quá bé không đi được, có đi thì cũng vướng víu không quay đầu được. Mà không chỉ ở phố, đường ở quê bây giờ là đường bê tông cũng rất hẹp, những chiếc xe lớn và dài như Lux SA khó lòng nào đi vào và tránh nhau. Thế nên họ cần một chiếc xe nhỏ, dễ dàng luồn lách, rất tiện cho những nơi chật hẹp và đông đúc. Và hai nhóm khách hàng này có lẽ chiếm đến hơn 50% nhu cầu khách hàng mua ô tô. Thực tế thì không có dữ liệu thống kê nào cho ra kết quả 50%, nhưng mình ước tính như vậy. Nếu các bạn thấy không hợp lý, cứ chửi mình thoải mái, không sao cả. Tính mình cũng hay ngồi uống chè, nghe các cụ tám chuyện trên trời dưới biển. Và khi nói về chủ đề ô tô thì hầu như ai cũng mong muốn có một chiếc xe nhỏ cỡ 200 đến 300 triệu. Không cần cầu kỳ quá vào hình thức hay kích thước, miễn là nó bền và ổn định, tiết kiệm nhiên liệu là họ mua. Vì dù gì thì nhà đã có một con SH rồi, mua cái ô tô 200 triệu thì cũng khác gì mua thêm một con SH nữa thôi, chứ không có gì ghê gớm. Và VF3 lại chính là mẫu xe mang đến những đặc điểm như vậy. Theo thông tin từ VinFast, chiếc xe này chỉ dài có 3,1m. Như vậy hầu như cái vỉa hè nào nó cũng có thể đỗ gọn gàng mà không thò đuôi ra ngoài. Không giống như đàn cụ của nó, con Lux A dài tới 5m, đỗ chỗ nào cũng thò lò cái đuôi ra, khiến người khác nhìn ngứa mắt và chửi chủ xe vô ý thức. Với kích thước siêu ngắn, mình cảm giác như con VF3 này nó nhỏ đến mức có thể đá chân trống xuống và xoay 180 độ như xe máy. Nói chung là đi vào đường hẹp, quay đầu rất tiện và dễ dàng. Điều thú vị là dù nhỏ con như vậy nhưng VinFast vẫn bố trí cho xe tới 5 chỗ ngồi. Như vậy giá trị sử dụng của nó vẫn không kém gì một chiếc sedan phổ thông. Hay những chiếc SUV cỡ nhỏ như Seltos có giá tới 800 triệu thì cũng chỉ có 5 chỗ ngồi mà thôi. Tất nhiên 5 chỗ ngồi của con VF3 sẽ không thể thoải mái được. Có lẽ nhà sản xuất sẽ bố trí ưu tiên không gian cho hai hàng ghế trước, còn 3 ghế sau thì thuộc dạng cần thiết mới dùng, giống như hai ghế cuối của những con xe 7 chỗ rất chật hẹp. Nhưng dù vậy thì nó vẫn đủ cho 5 người ngồi khi cần thiết và thế là ổn với một chiếc xe nhỏ. Thế còn vấn đề tiếp theo là chiếc xe này có bền hay không? Chạy có ổn định và dễ dàng sửa chữa hay không? Thì thực ra xe Vin là hãng xe mới, các mẫu xe đều là sản phẩm mới, dù đã cố gắng hoàn thiện nhưng lỗi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế đã chứng minh với các mẫu xe đàn anh của Vin là có lỗi. Tuy nhiên theo mình đã tìm hiểu và trải nghiệm thì VinFast khá trách nhiệm với những chiếc xe bị lỗi. Lỗi là được cầu về sửa chữa miễn phí. Mình thấy rất hiếm có hãng xe nào ở Việt Nam mà lại có đội cứu hộ phục vụ 24/7. 3 giờ sáng xe bị thủng lốp, gọi cứu hộ vẫn có mặt. Nếu so với mua một chiếc xe 250 triệu mới của Vin và một chiếc xe cũ giá 250 triệu thì xe mới có lỗi tính ra vẫn còn được bảo hành, được sửa chữa miễn phí. Đặc biệt là chế độ bảo hành của Vin khá dài nên khách hàng có thể yên tâm hơn một chiếc xe cũ giá 250 triệu. Xe cũ mà giá đó thì đến Kia Morning cũng hết hạn bảo hành. Và có lỗi gì, sửa cái gì thì có lẽ đều sẽ mất tiền. Tuy nhiên, nhược điểm của con VF3 là chạy điện. Mà nói đến điện thì người dân Việt Nam lại sợ phát khiếp.
Điện để bật cái quạt, để thắp sáng thay cho cái đèn dầu còn trả được liên tục thì lấy đâu ra điện để chạy xe ô tô. Thế nên đây là điểm yếu lớn nhất của những chiếc xe điện tại Việt Nam. Hãng Vin hay hãng nào thì cũng vậy, nhà nước mà không sản xuất đủ điện thì xe có đến 10 tỷ cũng nằm đắp chiếu thôi. Nhưng nói chung chính phủ đang ủng hộ VinFast sản xuất xe và ủng hộ sản xuất cả xe điện, thì mình tin rằng trong thời gian tới, chính phủ sẽ làm quyết liệt cho việc bổ sung các nguồn điện khác để tránh cắt điện luân phiên, chứ ủng hộ sản xuất xe điện để bắt kịp thế giới mà lại không sản xuất nhiều điện cho xe chạy thì cũng vô lý. Hoặc nếu không thì Vin cũng phải tự lo cho bản thân, phải bằng cách nào đó tham gia vào ngành điện của Việt Nam, ví dụ xây thêm các nhà máy điện ở miền Bắc. Có như vậy thì họ mới thúc đít được những chiếc xe tâm huyết của họ lăn bánh trên đường. Nhìn chung là nếu không phải vấn đề thiếu điện thì VF3 chắc chắn là một chiếc xe đáng được mong chờ và phù hợp với túi tiền và điều kiện của đa số người dân Việt Nam. Với mức giá rẻ, không mong đợi nhiều tính năng nhưng để che nắng che mưa, không phải hít khói bụi để bảo vệ an toàn cho người lái, không sợ ngã xuống đập đầu vào đá như đi xe máy. Và 5 người trong gia đình có thể vui vẻ trò chuyện trong những chuyến đi thì như vậy là quá đủ rồi. Các bạn có quan điểm như thế nào về chiếc xe này? Bạn có lựa chọn mua nó hay không? Hãy cùng thảo luận trong video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.